Nói chung ra là các con còn nhỏ quá nên đừng có làm quen mà trên mạng mà nhắn tin qua là vợ chồng, cái đó là điều đó không hay, không tốt. Mình còn tương lai mình nữa, mình còn nhỏ mà mới đây mà quen bù bịch là không có thành đâu, nói thẳng ra vậy. Tức là đây là cái tin nhắn mà trước khi con anh bỏ đi là nhắn cho cái cậu này đó hả? Đúng rồi. Em thấy xưng hô là vợ chồng nè. Thì nó vợ chồng không á. Dạ. Xưng là vợ chồng không. Dạ. Rồi nó lại tới nhà nó chơi á, nó cũng xưng là vợ chồng đó. Mẹ nó mới đuổi nó, thằng này về, nó mày nói chuyện gì không đúng. À. Chưa có cưới vợ gả con tao. Nó về thì nó ra xong nó hẹn lại cửa đi ra ngoài chợ rước gì đó. À đúng rồi, chắc là cậu này tới nhà chơi và xưng hô vợ chồng rồi anh chị cảm thấy không phù hợp nên là la rầy, thì sau đó cháu buồn bỏ nhà ra đi. Rồi mẹ không thích. Dạ. Mẹ nói mày có cưới con tao chưa mà mày xưng mình vợ chồng, mày đi về đi, tao không tiếp mày nữa. Thì nó đã đi ra về, khoảng nửa tiếng sau nó điện lại cho con gái của em mấy đi ra ngoài chợ rồi nó rước đi luôn. Trời. Tới nay không có đem về trả. Mà anh thấy bây giờ là mấy bạn tuổi teen bây giờ là đâu chưa cần cưới hỏi mà xưng hô vợ chồng, mình thấy nó cũng kỳ kỳ anh ha. Đúng rồi, cái đó là không được rồi, nhưng mà kỳ cấm tuyệt đối luôn. Con tôi là cấm tuyệt đối, không cho sự không có cái đó. Nhưng mà nó quen trên file mình không hay thôi. Nói chung ra là các con còn nhỏ quá nên đừng có làm quen mà trên mạng mà nhắn tin qua là vợ chồng, cái đó là điều đó không hay, không tốt. Mình còn tương lai mình nữa, mình còn nhỏ mà mới đây mà quen bù bịch là không có thành đâu, nói thẳng ra vậy. Quen vậy là, nhưng mà cuộc đời mình là con gái, mình là thiệt thòi, nói chung mình là thiệt thòi á, chứ không ai thiệt thòi đâu đó. Mình nên suy nghĩ lại, còn nhỏ mình phải lo ăn học đi, đừng có nên mà đi chơi bời lưu lỏng mà lên mạng mà nhắn tin qua vợ chồng này kia, là cái đó là không nên đó. Bây giờ nói chung ra là mấy bé lận gái mấy bé nên rút kinh nghiệm. Chú Hải có là điều nói với các con là không nên, còn nhỏ lo học hành, không nên quen qua mạng xã hội, nhất là mấy đứa thanh niên, mấy đứa là dụ dỗ. Rồi dụ dỗ là mắc đời con gái của các con, rồi các con sau là các con có chồng, rồi chồng khi dễ, nói chung chồng khi dễ, không coi mà ra gì hết đó, các con nên suy nghĩ lại. Trước giờ có trường hợp nào mà bé gái vì bỏ nhà ra đi rồi cuối cùng rơi vào con đường nghiện ngập, rồi đi làm ở những cái quán bar, các quán karaoke, rồi cuối cùng phải phá thai dẫn đến tình trạng thân tàn ma dại không? Nói chung ra là có, đó là có. Là nói chung là tôi có cứu nhiều bé ở bên Đồng Nai. Nói chung là lo lúc đầu lên mạng xã hội quen với mấy thanh niên. Mấy niên cũng đi bụi đời, nói chung mấy niên này bụi đời với là con người đàng hoàng. Đó, nó vô tiệm net, mấy đứa thanh niên vô tiệm net là chỉ nó làm quen. Xong rồi nó rủ đi chơi, rồi chỗ rủ đi hút ma cây đá. Hút ma cây đá xong rồi bắt buộc nó phải không có tiền hút chi ra hút camera ma cây đá, bắt buộc nó phải đứng đường. Nói chung đứng đường đó, đứng đường thì nó làm, thì nói chung ra là nó có tiền để nó hút chích, nó thẳng ra vậy. Cho coi gì rồi, tôi với anh Trực Quyển đã có cứu một bé là vô quán cà phê, là mỗi lần đi chơi tại chỗ cà phê là nó kể là 500.000, mà một lần nó đi, một ngày đi mấy lần rồi nó kiếm được 1.5 triệu thì nó hút chết hết, không có tiền dư đang vậy. Tức là quan hệ ngay quan hệ tại quán cà phê luôn. Rồi cuối cùng ba đó như thế nào? Cuối cùng đó thì câu Dược Quyển cho tiền đưa về quê, như là về, nó về quê ở bên Tây Ninh đó. Đó
nên tôi phiên bà con cô bác hãy quan tâm đến con cái mình hơn nữa, để cho đội hiệp sĩ Vinh Hải được còn giúp người dân nghèo thì bị mất xe, mất trộm xe, đi bắt trộm xe chút lấy là tối ngày kia đi kiếm những đứa bé mà bỏ nhà đi. Rồi về phía những đứa bé mà bỏ nhà ra đi đó thì anh có cái lời khuyên, lời động viên lực như thế nào với các cháu để các cháu nhanh chóng trở về? Hãy phiên các cháu còn nhỏ nên lo học hành đến nơi đến chốn để mai mốt mình có tương lai, để còn đi xin việc làm cho nó dễ, thấy không? Còn mà các cháu mà bỏ nhà đi thì nói chung ra là nó đủ phiền trách ở ngoài, bên ngoài. Bên ngoài là hiện nay là nó rất là phức tạp đó, nên các cháu hãy nghe lời cha mẹ. Cha mẹ lo làm ăn nuôi các con lớn lên rồi, các con phải nghe lời cha mẹ, ráng lo học hành đi, đừng nên bỏ nhà đi. Hôm đó là em ngồi trên ép cùng với ba đứa bạn thì trong K8 là khoảng 8 giờ thì có hai cái ở trong Facebook thì nó nhắn tin qua Messenger cho em, là nó nói là anh ơi cứu em. Em bây giờ thiếu tiền nét mà em không có trả tiền, bây giờ anh lại trả tiền giùm em, có gì anh em trao thân cho anh. Nói vậy thôi luôn, thẳng luôn. Cái em mới nói là anh không có rảnh em ơi, nói anh có bồ rồi, bồ anh đang ngồi đây, nói thằng anh lo chưa xong mà lo cho em chi. Nhưng mà trước giờ em mới thấy tình trạng mà con gái mà đi chơi ở mấy cái tiệm nét mà thiếu tiền rồi cuối cùng bán thân để có tiền không? Có nhiều đứa thiếu tiệm nét, ví dụ uống nước ngọt, cũng nhiều đứa hút thuốc nữa. Nước ngọt rồi tiền nét hút thuốc ít nhất cũng khoảng 500 mấy 600 cũng có đó. Mà sao chủ tiệm nét lại cho nợ như vậy ta? Tại vì chủ quen biết, chủ quen biết mới cho nợ. Thường một lần mà đi cứu nét như vậy là tốn khoảng bao nhiêu tiền em? Một lần cứu nét nè, tùy theo trường hợp, ví dụ mà ít có nhiều đứa nó hiếu một tuần đó, có nhiều đứa nó hiếu một tuần hai tuần thì lại trả khi có khi triệu mấy luôn. Trời ơi, em nói cho em nói về kinh nghiệm này chắc là em cũng đi cứu mấy lần. Em không có đi cứu, nhưng mà ví dụ mà em lại vô em trả tiền giùm nó rồi em hỏi số điện thoại gia đình, em điện về em điện về lên là kêu dắt về trời, em mới nói là em khuyên là thôi mai mốt có tiền thì chơi, chứ em đừng có ví dụ mà em lên mạng em nhắn tin, ví dụ mà gặp mấy hai đứa mà xì ke ma túy vậy mà lỡ ví dụ mà nó quan hệ với tụi em là bị nhiễm HIV rồi, tội cho em thôi. Mấy bé gái đó thường khoảng mấy tuổi em? Có khi có đứa 16 tuổi cũng có. Nói chung là từ 16 đến 20 á, đại khái là vậy. Có bé nào mà 13 đến 15 tuổi không? Không có, ít lắm. Chỉ có ví dụ mà bé trai thì có thôi, chứ còn con gái là em chỉ thấy được từ 16 đến 20 rồi. Ok anh.